Vâng, xin chào tất cả quý anh chị trong toàn quốc, rất vui mừng gặp lại anh chị. Và hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green giới thiệu các anh chị một cái mẫu nhà 2 tầng thiết kế theo phong cách hiện đại mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Toàn ở tỉnh Bình Dương. Sau khi anh Toàn đã theo dõi được rất nhiều video của nhà đẹp Green trên trang YouTube và các trang truyền thông thì anh quyết định trao chọn toàn bộ niềm tin cho chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng chia sẻ với các anh chị toàn bộ cái công trình nhà 2 tầng thiết kế theo hiện đại của anh Toàn ở tỉnh Bình Dương nhé các anh chị nhé. Không gian mặt tiền là 11,5 m, chiều sâu nhà là 15 m. Kích thước của nhà tổng thể thì cái khu đất xây dựng là 20 m, chiều sâu nhà 25 m các anh chị nhé. Thì công trình này thì được thiết kế phong cách hiện đại, với tầng 1 thì gồm có phòng khách, phòng bếp và 2 phòng ngủ, tầng 2 thì 3 phòng ngủ với 1 phòng thờ các anh chị nhé. Các anh chị quan sát góc nhìn tiếp theo, ở góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh không gian cổng phía ngoài của công trình, đi vào nhà thì tất cả đều theo phong cách hiện đại, và từ cái phần cổng đều làm thép sơn tĩnh điện và màu đen để tạo điểm nhấn đặc biệt cho ngôi nhà. Tiếp theo ở góc nhìn bên này là góc từ bên phía tay trái sang bên tay phải màn hình các anh chị, thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái không gian cổng và cái góc nhìn. Toàn bộ công trình thì được sơn màu trắng sứ, và cái phần lan can phía trên được làm bằng kính, và xung quanh thì phần trên thì chúng tôi thiết kế đèn và các vị trí đèn led chạy trên tường tạo điểm nhấn đặc biệt các anh chị nhé, cái không gian là led. Tiếp theo thì chúng ta sẽ góc nhìn từ trên cao. Ở góc nhìn này từ trên cao thì các anh chị quan sát được toàn bộ không gian nhà từ phía cổng phía ngoài và cái phần phía sau khuôn viên công trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công năng bên trong. Chúng ta sẽ đi vào khu vực cổng của gara ô tô này, thì chúng ta qua cái không gian cửa nhỏ này thì chúng ta vào khu vực phòng khách, phòng bếp, và ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa lớn này thì vào phòng ngủ, và qua cái lối này thì chúng ta sẽ đến phòng vệ sinh, một phòng ngủ master khép kín bên trong. Và sau cái không gian phòng ăn với khu bếp này thì có một cái không gian cửa rất là lớn để chúng ta nhìn ra cái không gian vườn uống cà phê và thảm cỏ của nhà anh Toàn, thì tất cả đều bố trí là cái thảm cỏ xanh hết các anh chị nhé, không trồng những cái cây khác, là thảm cỏ xanh và những cây hoa thấp thôi các anh chị. Chúng ta sẽ lên tầng 2. Ở trên tầng 2 thì chúng ta đi cầu thang lên trên này, có một khoảng không rất là rộng và có phòng vệ sinh khép kín chung. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ, phòng ngủ phía cuối này có các ban công ở đây. Phòng ngủ đầu tiên phía ngoài này thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh khép kín ở đây và có ban công rất là lớn phía trước. Và ở đây thì chúng ta có phòng thờ, và hướng bàn thờ thì theo hướng tuổi của anh thì tôi đã thiết kế đặt theo hướng bên này. Tiếp theo về phòng ngủ đây, tại phòng ngủ này thì chúng ta có cái ban công nhìn ra là chỗ sân cà phê ở dưới tầng dưới. Thì tất cả các cái không gian phòng ở trên tầng 2 đều có ban công và góc view. Đặc biệt khu vực cầu thang thì chúng tôi lấy toàn bộ cái phần kính ánh sáng đưa vào không gian cầu thang, cho nên cầu thang của công trình rất là sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Các anh chị bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết kích thước. Kích thước mặt tiền là 11,5 m, chiều sâu nhà 15 m. Ở dưới tầng 1 thì phòng khách là 33,9 m, gọi là 34 m. Phòng bếp của ta là 20,4 m. Khu vực hành lang chung của ta là 7,4 m. Với cái phong cách hiện đại này thì chúng ta cửa đi vào nhà thì cửa nhỏ các chị nhé. Ở đây là phòng ngủ này. Phòng ngủ này 19 m², phòng ngủ master ở đây chúng ta là 24 m². Đấy, không gian cà phê uống ngang so. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mô hình 3D, cứ 2D thì chúng ta sẽ có bản vẽ 3D. Và ở trên tầng trên thì khu vực hành lang ta là 19 m², khu vực sân chơi phía trước là 22,5 m², phòng thờ là 22,2 m². Và ở đây phòng ngủ master này, phòng ngủ này của chúng ta là 27 m². Đấy, vệ sinh chung của chúng ta là 7,2 m². Phòng ngủ số 4 của chúng ta là 19,5 m², có ban công là 3,6 m². Phòng ngủ số 5 của ta 15 m² và ban công là 7,3 m². Tất cả các phòng ngủ ở tầng 2 đều có ban công các anh chị nhé. Và cứ 2D thì có mô hình 3D cho các anh chị. Thì vừa rồi chúng ta đã quan sát nhanh toàn bộ cái công trình theo kiến trúc hiện đại mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Toàn ở tỉnh Bình Dương các anh chị nhé. Rất là đẹp như này. Cũng qua video này chân thành cảm ơn gia đình anh Toàn đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Những anh chị nào ở tỉnh Bình Dương mà cần tư vấn thiết kế những không gian nhà 2 tầng thiết kế hiện đại như này thì cũng liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline nhé, 0386 325 566.
Cảm ơn tất cả các quý anh chị đã theo dõi cuối đoạn video clip này. Nếu anh chị đánh giá về kiến trúc và công năng của công trình này điểm 8, điểm 9, điểm 10 thì các anh chị xem là tặng cho tôi điểm bao nhiêu. Ví dụ anh chị tặng số 9 thì comment số 9 ở dưới. Cảm ơn tất cả anh chị. Chúc tất cả anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Rất nhiều các đơn vị để thiết kế, nhưng mà tại sao mình lựa chọn anh Tuân? Tại vì sao? Anh Tuân có những cái mà tư vấn hay là những cái mà tư vấn cho gia chủ ấy thì thực ra là rất là quan tâm. Thì mình có rất nhiều cái sự lựa chọn khác nhau, nhưng mình vẫn lựa chọn anh Tuân. Và hiện tại thì mình đây cái công trình của gia đình ấy thì thực sự là rất là ưng ý với cái thiết kế của anh Tuân. Các bạn mà có một muốn có một kiến trúc đẹp, công năng hợp lý, có một cái cấu vững chắc thì hãy liên hệ với công ty Nhật Đạt Hòa Dinh. Công ty Nhật Đạt Hòa Dinh thì làm cho bao nhiêu khách hàng quý và không có một lời phàn nàn nào cả. Gia đình em thực tế là em cũng không biết với công ty Nhật Đạt Hòa Dinh, nhưng mà trong quá trình là tình hiểu rất thì anh Tuân là người tư vấn nhiệt tình nhất, và các kỹ sư thì làm cho em một sự hài lòng vững chắc. Em không có gì rồi, em gửi lời cảm ơn giám đốc công ty Nhật Đạt Hòa Dinh là anh Phạm Văn Tuân cùng toàn thể cá nhân công ty. Em chúc cho công ty ngày càng phát triển nữa, ngày càng làm nhiều ngôi nhà đẹp để cho cái giải trẻ em nhà mình ngày càng phát triển và nhiều ngôi nhà đẹp để học lên. Toàn bộ công trình là mặt tiền là 10m, chiều sâu nhà 20m, không có một cái cột nào. Và bây giờ thì tôi xin phép phỏng vấn anh chị Chính Hân một chút về cái sản phẩm dịch vụ của Nhà Đẹp Green. Chào chị Hân nhé. Thì bây giờ khi chị sử dụng Nhà Đẹp Green thì chị thấy là cái công trình mình mà sử dụng cái công nghệ mới không có một cái cột nào nó so với cái nhà cũ, cái công trình cũ, thì chị ở chị thấy thế nào ạ? Thấy thoáng và rộng. Thoáng và rộng. Và nói chung là tiện gia đình bán hàng như thế này rất là thuận lợi, nó không vướng cột, nó không có che lấp mặt hàng. Thì cô cũng cảm ơn tất cả công ty nhá, đã lấy được cái nhà đẹp cho cô mới lại cho các em. Cô cũng rất là cảm ơn đó, đến ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô và toàn thể gia đình. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, càng các em luôn mạnh khỏe, và các cháu vạn sự và mạnh khỏe, và công việc làm việc được tấn tới và thành đạt, và mọi sự như ý ạ. Thế cô cũng cảm ơn tất cả trong anh em trong công ty nhá. Mạnh khỏe, coi như làm ra nhiều nhà đẹp. Cô không biết nói gì, cô chỉ biết nói thế thôi. Xin chào tất cả các bạn. Chào các anh chị.